là 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Một vấn đề nữa là Bác Cường, bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói Bác Cường rất đúng. Ông Donald Trump phải nói là rất là giỏi. Từ xưa đến nay ông chống báo chí không nói gì, đằng này ông chống lại cả FBI. Mà chính cả tôi quên mất tên của bà là bà nói rằng quý vị không thể nào thắng được FBI, bởi vì họ có đủ mánh khóe và xảo thuật để mà tài liệu, và khi nếu mà quý vị ra tòa chắc chắn là quý vị sẽ thua họ. Nhưng mà kỳ này ông đã thắng, dám tuyên bố rằng FBI là cái người mà phá cái vụ bầu cử, và bây giờ chính FBI bỏ tiền mua một điệp viên của anh. Và ông điệp viên của anh bây giờ nó lại bị bị hồng cảnh, là bởi vì ông điệp viên ngày anh ấy tuyên bố những cái lời đó mà lại do FBI nó mớm lời. Bây giờ hỏi ông tài liệu ông không có, ông bảo FBI đưa cho tôi mà. Đó xì đấy. Bác. Thành ra ra cái vấn đề là hai bên là tiết lộ cái memo đó. Dạ, memo đó, nó gọi là cái memo. Cái memo đó. Cái Democracy memo là của Đảng Dân Chủ. Cái vấn đề là mình nhìn thấy đó, cái ông Donald Trump này đó, ông ấy được giao cái sứ mạng, gần như là ông ấy giao cái sứ mạng để chấm dứt cái khuynh loát của bọn mà nó gọi là so called là establishment đó, của nó tới cái cực điểm cao nhất là cái quỹ của bà Hillary với gì đó. Một trong những cái điều đó nó làm cho mình mới thấy rằng thì là cái bế tắc hay là cái rất hạn chế của nền dân chủ ba thành phần, ba phân quyền, và ông Donald Trump đó, đây là để mà ông ấy bước vào một cái trật tự mới. Trước tiên là tấn công báo chí, không ai dám đụng tới cái báo chí, rồi sau đó đó là ông ấy tấn công nói ngay về cái ung nhọt mà cái Jerusalem, một trong những các cái mà Hồi giáo chia giữa giáo đó là vấn đề. Rồi thì tới vấn đề ông ấy bây giờ đó là cái ngân sách của ông ấy thắng về cái vấn đề ngân sách, phải không ạ? Và rồi thì là vấn đề mình nghe thấy cái nền dân chủ của Mỹ buồn cười quá, nó cứ cãi nhau rằng thì là lại sắp đóng cửa, phải không ạ? Tới cò kè ở trong quốc hội không cửa, phải federal, mình vẫn chưa hiểu rằng tại sao cái bộ mặt của một đất nước dân chủ mà sao nó kỳ thế, và ở trong ấy nó mà cả với nhau là bao nhiêu tiền để làm cái bức tường ở bên kia, và bao nhiêu tiền để cho cái bọn Dreamer, không ạ? Thành ra là nó mà cả trên đầu xong rồi. Hôm qua thì hôm qua thì bà Pelosi, tức là chủ tịch cái khối thiểu số đó, thì hôm qua bà ấy chơi một màn là bà ấy chơi nói dài nói dai nói dở đó, nói dốt luôn. Bà ấy chơi 8 tiếng không đi đái, không đi đái đi ỉa gì hết. Cái đó nó gọi là có bữa nay bà mặc cả rồi. Thành ra mình mới nhớ lại cái hồi Việt Nam Cộng Hòa đó. Nhà báo chúng tôi gọi cái dân biểu Kiều Vọng Thu, là dân biểu nín tè. Và Kiều Vọng Thu là lá đổ trên đầu 10 ngón tay. Lá đổ muôn chiều, là vì rằng thì là cũng lại mối tình với Trần Ngọc Châu Ngọc Chiếc rồi nhá. Thành ra thiếu tá Trần Ngọc Châu tình báo của Việt Cộng đấy. Trở lại Tết đi, tôi trở lại Tết nói một chút. Vấn đề Tết Việt Nam bây giờ, Việt Kiều khắp thế giới về Việt Nam, nó tính ước lượng từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu người dân ở ngoại quốc đến Việt Nam cái kỳ Tết. Mỗi một ngày 4.000 người. Nếu một cái phi trường thôi đó. Nếu mà một cái số lượng người về Việt Nam như vậy á,
so sánh với cái số lượng chống cộng ở ngay cái bộ sàn này nó có một mấy chục mạng người thì không có nghĩa gì. Tôi đã nói 4-0 nó trở thành 4 có rồi mà. anh nói chuyện mà 4.000 người mà về Việt Nam mỗi ngày mình nhìn cái hình ở trên của phi trường thứ nhất này, một cái ông về đó 12 ông đã đón. Đây chủ là cái phi trường.